Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Ford Escape phiên bản XLS, phiên bản số tự động một cầu quý bạn nhé. Và phiên bản này là phiên bản 2.3 máy xăng. Chắc quý vị các bạn cũng đã biết rồi, ở Ford Escape nó có phiên bản 2.3 và phiên bản 3.0. Phiên bản 2.3 này thì bán tốt hơn, bán dễ hơn, nhiều người thích hơn vì nó tiết kiệm nhiên liệu hơn quý vị bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2009, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, và chiếc xe này mới lăn bánh được hơn 10 vạn km thôi. Một chiếc xe rất là mới, rất là đẹp luôn. Chúng tôi cam kết với quý vị bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả là còn nguyên bản ạ. Chúng tôi đang bán chiếc xe này với giá là 189 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Escape XLS 2009 phiên bản 2.3 số tự động này, thế liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Ford Escape XLS 2009 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Ford Escape XLS 2.3 số tự động 2009 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Ford Escape phiên bản XLS 2009 này các bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần thân vỏ bên ngoài, cũng như là về cái phần nước sơn bên ngoài, khung gầm, thân vỏ các bạn nhé. Tôi sẽ quay chi tiết và sẽ giới thiệu hết cho quý vị và các bạn về chiếc xe Ford Escape XLS 2009 này các bạn nhé. Chắc quý vị các bạn cũng đã biết rồi, Ford Escape nó cũng chia làm rất nhiều phiên bản bạn nhé, XLS, XLT. Trong phiên bản XLT thì có phiên bản số sàn, số sàn một cầu, số sàn hai cầu. Còn ở phiên bản XLS này thì nó có phiên bản là 2.3 và phiên bản 3.0 số tự động bạn nhé. Thì chiếc xe này ở phiên bản 2.3 số tự động này, một chiếc xe rất là đẹp luôn. Đấy, nhìn về cái phần khung gầm, thân vỏ bên ngoài bạn thấy đấy ạ. Nước sơn ở cái phần sườn bên lái các bạn thấy đấy ạ, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả, cho nên là cái nền còn rất đẹp luôn nhá. Phần nền nước sơn này đều rất đẹp này. Đấy, phần nền bên ngoài đây các bạn ạ, rất là đẹp luôn. Đấy, nước sơn còn phẳng luôn các bạn nhá. Từ hông này, cánh cửa này cho đến tai còn rất đẹp luôn bạn nhá, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đâu. Rất là đẹp này, cabo cũng còn sơn zin luôn. Cabo còn sơn zin luôn mà nhá. Và phần ba đợt sốc trước đây các bạn xem ạ. Toàn bộ cái phần ba đợt sốc trước này, mặt ca lăng này, lưới tản nhiệt này, đều rất đẹp luôn bạn nhá. Cụm đèn pha còn rất là mới và rất là sáng nữa bạn này. Một chiếc xe đến từ đất nước Mỹ cho nên là những cái phụ tùng này của nó cũng đều rất là đẹp luôn nhá. Và phụ tùng xịn luôn cho nên là nó còn mới còn sáng như này đây ạ. Đấy, toàn bộ từ mặt ca lăng, lưới tản nhiệt đều rất sáng này. Cụm đèn gầm cũng chưa có bị ố gì đâu bạn nhá. Cụm đèn gầm cũng còn rất là đẹp luôn này. Đây là cái phần cụm đèn gầm. Gương chiếu hậu này, tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, và tai đây, phiên bản này là phiên bản Escape 2.3. Dàn lốp chủ xe mới thay. Đấy, chủ xe mới thay dàn lốp Michelin rất xịn luôn bạn này. Michelin rất là xịn và dày. Cái xe này là chủ xe mới thay dàn lốp nhá. Chúng tôi mua về là chúng tôi đã nhìn thấy được là cái dàn lốp này còn rất dày các bạn xem đây ạ. Đấy, dàn lốp còn rất là dày này, ta lông còn dày, còn mới nguyên. Michelin xịn luôn bạn nhá. Đấy, lốp Michelin xịn. Đấy, lốp đây các bạn xem này, rất là dày luôn, cho nên là quý vị và các bạn nào mà mua những chiếc xe này về thì xác định luôn là yên tâm, chỉ có đổ xăng vào và chạy thôi, không phải thay, không phải sửa chữa gì đâu các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp. Và nhìn về cái phần ba đợt sốc sau thì các bạn thấy đấy ạ, ba đợt sốc sau hay còn gọi là cửa sau đấy ạ. Những chiếc xe này thì cái phần ba đợt sốc sau đây chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Và chiếc xe này thì cũng đã được lắp thêm cảm biến lùi rồi này. Đấy, và đặc biệt rất tiện ở những chiếc xe Escape có thể mở được cái cửa kính này. Cửa kính này chúng ta mở bấm bên này. Đấy, và sau đó ta nhấc cái này lên, mở cái cửa kính ra. Đấy, để lấy đồ phần trên, rất tiện nhá. Còn nếu mở phần dưới thì chúng ta lại bấm bên này. Đấy, rất là tiện. Phiên bản này là phiên bản XLS này. Số tự động một cầu và phiên bản 2.3 máy xăng bạn nhá. Đèn phanh trên cao này, giá nóc này. Đấy, đầy đủ luôn rồi quý vị các bạn nhá. Đầy đủ luôn, rất đẹp luôn. Và tôi cũng quay cho quý vị bạn xem về cái phần gầm của chiếc xe. Đây, phần gầm đều rất là mới, rất là đẹp luôn bạn nhé. Đấy, phần gầm này rất là đẹp luôn bạn ạ. Chiếc xe này thì tên tư nhân, biển Hà Nội. Chiếc xe này chạy ở Hà Nội bạn nhé, cho nên là gầm rất là đẹp luôn này. Phần gầm đều rất đẹp đây các bạn nhé. 2009, chiếc xe này là cũng đã sử dụng được 15 năm rồi, mà còn mới còn đẹp như này đây các bạn này. Đấy, những phần gầm đều rất là đẹp luôn bạn nhé. Nguyên zin hết luôn. Đấy, còn nguyên zin, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Tất cả là còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Toàn bộ về phần ngoại thất và phần gầm đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi xem về phần nội thất cũng như là về phần keo chỉ bên trong. Trước tiên thì tôi sẽ mở cánh cửa phía trước bên lái đây thưa với các bạn này. Keo chỉ là còn nguyên bản đấy nhá. Keo chỉ của chiếc xe này là còn nguyên bản này. Đấy, cam kết với quý vị và các bạn là nguyên bản. Đây là chủ xe bóc cái dán cái gioăng chống ồn nhé. Chúng tôi đã bóc cái gioăng chống ồn đi. Đấy, chứ còn tất cả là còn nguyên zin luôn này, còn rất đẹp này. Đấy, táp bi cánh cửa đây, nguyên zin hết luôn và đều rất là mới như này đây này. Đấy, vô lăng, cần số tay phanh cũng còn đều rất đẹp luôn. Đồng hồ km này, hơn 10 vạn km rồi bạn ạ. Đấy, và nội thất thì các bạn xem đây ạ. Nội thất này thì là ghế da thì cũng đã được thay ghế da rồi bạn nhé. Nội thất này, ghế da này, nỉ trần còn rất mới, rất là đẹp luôn đấy các bạn xem này. Đấy, những cái phần nỉ trần này đều rất là đẹp. Một chiếc xe 15 năm sử dụng rồi mà đều mới đẹp như này đây ạ. Nhìn từ cái bậc cửa vào đã còn thấy rất là mới, rất là đẹp này. Đấy, những cái phần nhựa đều đẹp luôn bạn nhá. Ốc bản lề cánh cửa là nguyên zin này. Đấy, ốc bản lề cánh cửa nguyên zin này. 2009, chiếc xe được sản xuất năm 2009 thì cái kính cũng là 2009 này. Kính 2009 này các bạn xem này. Đấy, kính đều 2009 luôn bạn nhé. Và tiếp theo tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cánh cửa phía sau bên lái này. Keo chỉ là còn nguyên zin luôn này. Đấy, keo chỉ nguyên zin. Cánh cửa này, táp bi cánh cửa đây các bạn xem ạ, đều rất là mới, rất là đẹp này. Nội thất phía bên trong, đấy các bạn xem này, nội thất bên trong đều rất đẹp, rất là mới luôn quý vị và các bạn nhé. Chỉ có 189 triệu đồng, chưa đến 200 triệu đồng mà quý vị và các bạn đã có ngay một chiếc xe ô tô gầm cao thương hiệu Mỹ để chạy rồi các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn này. Nội thất bên trong này, một chiếc xe này khá đẹp luôn bạn nhé. Đồng hồ công tơ mét là hơn 10 vạn này. Vô lăng còn zin nguyên bản và đẹp như này đây các bạn này. Đấy, vô lăng mới tinh còn zin luôn các bạn nhé, chưa thay đâu. Vô lăng này, cần số này cũng còn zin luôn này. Tay phanh này, zin hết luôn. Kể cả cái màn hình đầu DVD, à đầu này là đầu CD các bạn nhé. Đầu này đầu CD vẫn còn đĩa luôn này. Và còn zin, còn nguyên bản luôn bạn nhé. Đấy, tất cả đều rất đẹp này. Nội thất bạn xem từ những cái phần nỉ trần, Đấy, nỉ cần này, tay nắm cửa này. Đấy, nỉ còn rất mới như này đây các bạn này. Ý tôi nói mới ở đây là so với những chiếc xe cùng đời quý vị các bạn nhé. Còn so với những chiếc xe đời cao hơn thì tôi không thể so được. So với những chiếc xe cùng phân khúc, cùng loại và cùng đời thì để thấy được một chiếc xe 2009, nhưng chiếc xe này đây thì đều rất là mới luôn bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Đấy, nội thất ghế da mới tinh. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cốp sau này lên. Cốp sau thì nó có hai phần công tắc như này. Đấy, một bên công tắc này là mở cái kính trên này, và một bên này thì mở cả cái cốp sau. Đấy, bây giờ tôi mở cả cái cốp sau này. Đấy, tôi đã mở cả cái cốp sau này lên cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Thì toàn bộ từ những cái ốc cửa sau này còn nguyên zin này. Ốc cửa sau nguyên zin, chưa có vết tháo đâu các bạn nhé. Đấy, tất cả là còn nguyên zin hết này. Đấy, nguyên zin luôn này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Tất cả là còn nguyên zin và còn đều rất đẹp như này đây các bạn nhé. Kể cả là cái phần nỉ chắn đồ này, chắn đồ trên này cũng còn rất là mới đấy các bạn xem này. Đấy, cái nỉ giá chắn đồ này đều rất là mới nhé. Và khoang cốp sau thì rất là rộng đây. Những cái phần nhựa này, phần nỉ trần này của cái khoang cốp sau này cũng đều rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Lốp sơ cua cũng còn mới luôn này. Lốp sơ cua thì chiếc xe này thì lốp sơ cua nó nhỏ hơn một chút, cho nên là người ta cũng ít dùng, cho nên là còn rất là mới luôn. Đây là cái phần lốp sơ cua các bạn nhé. Đấy, những chiếc xe này thì khoang chứa đồ đằng sau rất là rộng các bạn ạ. Một chiếc xe mà bây giờ đi về mà chở đồ thì vô địch luôn các bạn ạ. Đấy, giá rẻ tầm dưới 200 triệu thì bây giờ đi mua thì không có những chiếc xe mà không có nhiều sự lựa chọn để có những chiếc xe đẹp hơn chiếc xe này đâu các bạn ạ. Đấy, thứ nhất là đi đời đi nó chắc chắn này. Những chiếc xe thương hiệu của Mỹ thì bạn biết rồi ạ, đi rất là đầm chắc, an toàn. Đấy, và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Cánh cửa phía sau này thì từ keo chỉ cánh cửa là nguyên zin này. Đấy, những cái gioăng này là chủ xe là dán thêm để chống ồn thôi nhá. Gioăng này dán thêm để chống ồn thôi chứ không phải là của xe đâu. Đấy, keo chỉ là còn nguyên zin, tắp bi cánh cửa còn nguyên, rất đẹp đây các bạn này. Đấy, toàn bộ từ những cái phần nội thất đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, những cái phần nhựa này, phần nỉ trần này đều rất là mới luôn các bạn nhé. Tất cả đều rất là mới, rất là đẹp luôn này. Nội thất đằng sau này, đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Một chiếc xe rất là đẹp, 2009, tính ra là 15 năm sử dụng rồi mà đều rất đẹp, rất mới như này đây ạ. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Toàn bộ từ keo chỉ cánh cửa này là cũng còn nguyên zin này. Đấy, keo chỉ cánh cửa này, tắp bi cánh cửa này, đấy, đều rất đẹp và rất là mới như này đây. Công tắc lên xuống kính còn chưa mờ này. Đấy, từ tắp bi cánh cửa cho đến tắp lô này đều rất đẹp luôn này. Đấy, vô lăng, cần số này, tay phanh này đều rất đẹp nhé các bạn nhé. Đầu CD nguyên bản theo xe còn nguyên này. Nội thất bên trong thì toàn bộ từ những cái phần nỉ trần này, những cái phần nhựa này, đấy, đều rất là mới này. Hàng ghế da phía trước này đều rất đẹp luôn này. Đấy, từ bậc cửa nhìn vào cũng đều thấy là một chiếc xe rất là đẹp rồi các bạn nhé. Một chiếc xe phải nói là rất là đẹp này. Ốc bản lề cánh cửa là còn nguyên zin hết này, chưa có một con ốc nào bị tháo ra đâu các bạn ạ. Ốc bản lề là còn nguyên zin hết luôn đấy các bạn nhé. Đấy, chúng tôi cam kết với chiếc xe này là nguyên zin, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả này. Xe được sản xuất năm 2009 thì các kính này đều 2009 này. Đấy, kính đây các bạn này, mã kính là còn nguyên zin, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, ở phiên bản Ford Escape XLS 2009 này thì Ford cũng đã trang bị cho chiếc Escape này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 2.3 lít các bạn nhé. Đấy, và động cơ này kết hợp với hộp số tự động. Đấy, rất là mới luôn bạn này. Tất cả là còn nguyên zin từ ốc cabo đây các bạn xem này. Ốc cabo nguyên zin, chưa có một con ốc nào bị tháo ra các bạn nhé. Đấy, keo chỉ cabo này còn nguyên zin hết luôn bạn nhé. Đấy, tất cả là còn nguyên zin này, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì đâu các bạn này. Đấy, từ ốc cabo cho đến ốc tai này. Đấy, ốc tai này cũng còn nguyên zin hết này. Xương đầu xe này, lỗ này các bạn xem đây ạ. Đấy, tôi quay sát vào cho các bạn xem nhé. Nguyên zin này, chưa có một vết tháo nào những con ốc này này, chưa có bị một vết tháo đâu các bạn nhé. Tất cả là còn nguyên zin, nguyên bản luôn này. Ốc tai này, cam kết với quý vị các bạn là còn nguyên bản này. Đấy, nguyên zin hết này. Ốc giảm sóc cũng còn nguyên, chưa tháo cơ. Chiếc xe này thì chạy rất là ít, mới có hơn 10 vạn thôi. Đấy, cho nên là còn nguyên này, từ ốc giảm sóc này cũng còn chưa có vết tháo này. Động cơ thì rất đẹp đây các bạn này. Tôi đang nổ máy đây các bạn nhá, mà không nghe rõ tiếng máy đâu. Đấy, tiếng máy của chiếc xe này rất là êm và cũng không có bị rung gì này. Đấy, động cơ này tôi đang nổ đây các bạn nhá. Đấy, tôi quay sát lại cho các bạn thấy là động cơ đang nổ này. Và rất êm đây, không có một tiếng gì về động cơ này. Và động cơ cũng không có rung lắc gì cả. Động cơ thì được bảo hành bảo dưỡng đầy đủ, cho nên là tất cả còn rất là đẹp và hoạt động rất là tốt luôn bạn nhá. Cam kết với quý vị các bạn là động cơ là còn nguyên zin. Đây, ốc chân máy này, chiếc xe này thì chân máy đây các bạn xem này. Đây, ốc chân máy là còn nguyên zin này. Đấy, chưa có vết tháo. Đấy, tất cả là còn nguyên luôn và rất đẹp luôn bạn nhá. Đấy, cam kết với quý vị các bạn là động cơ này không có bị tai nạn, không có bị ngập nước gì đâu bạn nhá. Rất là nóng các bạn ạ, tôi vừa mới nổ máy với lại thời tiết hôm nay nó nóng, nắng nóng cho nên là để sát điện thoại vào đây nó rất là nóng các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Ford Escape phiên bản XLS 2.3 số tự động. Chiếc xe được sản xuất năm 2009, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và chiếc xe này mới lăn bánh được hơn 10 vạn km thôi. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là chiếc xe này không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Chúng tôi đang bán chiếc xe này với giá là 189 triệu đồng, thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Escape 2009 phiên bản XLS 2.3 số tự động này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của Ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh Ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ. Những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh Ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.